sách tủ sách ôn luyện kỳ thi vào 10, tổng hợp trọng tâm kiến thức 6, 7, 8 và 9, giải mã tuyển tập đề thi các trường, luyện thi thần tốc, truy cập ngay shopee.vn gạch chéo Việt official store. Chào mừng tất cả các em học sinh đã quay trở lại với video bài soạn của cô giáo Phương Thảo. Ở buổi trước thì chúng ta đã cùng nhau tiến hành đi đọc hiểu một văn bản thông tin về vườn quốc gia quốc phương. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một địa danh cũng như là một văn bản mới nhé đó chính là ngọ môn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần chuẩn bị đọc. Câu hỏi đặt ra cho các em như sau: Em muốn biết những thông tin gì khi đọc văn bản giới thiệu về một di tích lịch sử? Chắc hẳn là các em đã được có cơ hội được đến và tham quan một số những cái di tích lịch sử nhất định. Vậy thì khi mà quan sát được chứng kiến một cái di tích lịch sử như thế, vậy thì em đã từng đặt ra những cái câu hỏi như thế nào về những di tích đó hay chưa? Thì các em cũng có thể chia sẻ với cô nhé. Quay trở lại với câu hỏi thì khi mà chúng ta đọc văn bản giới thiệu về một di tích lịch sử thì chúng ta có thể cần một số những cái thông tin cơ bản về di tích lịch sử đó, ví dụ như là thời điểm mà nó được ra đời, hoàn cảnh ra đời, đặc điểm kiến trúc, kết cấu, ý nghĩa và giá trị lịch sử của di tích lịch sử đó. Tiếp theo là phần trải nghiệm cùng văn bản với nội dung theo dõi. Xác định cách trình bày thông tin của đoạn văn này. Các em sẽ quan sát vào đoạn văn trong sách giáo khoa thì chúng ta có thể thấy rằng cái cách trình bày thông tin của đoạn văn chính là cách trình bày thông tin theo trình tự không gian. Tác giả lần lượt miêu tả hệ thống nền đài theo trình tự miêu tả, đó là miêu tả từ cái tổng thể cho tới phần ở giữa, trong lòng của mỗi cánh chữ U, các cửa tả dịch môn và hữu dịch môn. Tiếp theo phần số 2 đó là phần đọc quét. Câu hỏi đặt ra đó là Theo tác giả bài viết, tên gọi lầu ngũ phụng bắt nguồn từ đâu? Căn cứ vào nội dung của văn bản thì tên gọi Lầu Ngũ Phụng bắt nguồn từ việc phần trên của lầu tách ra khỏi bộ khung sườn thành 9 bộ mái riêng biệt, to nhỏ cao thấp khác nhau, tạo nên sự nhấp nhô của các hình khối trong không gian giống như những con chim phượng đang bay. Phần tiếp theo đó là phần suy ngẫm và phản hồi. Trước tiên thì cô sẽ tóm tắt nội dung chính của toàn bộ văn bản cho các em. Văn bản Ngọ Môn là một văn bản thuyết minh về một di tích lịch sử nổi tiếng tại Việt Nam. Thông qua văn bản này thì chúng ta thấy được và dường như là được tham gia trực tiếp vào chuyến hành trình tham quan công trình kiến trúc tiêu biểu của triều Nguyễn, Ngọ Môn, nhờ sự trình bày thông tin một cách mạch lạc rõ ràng với sự sắp đặt giới thiệu các thông tin không chỉ đi theo cách trình bày phân loại đối tượng mà còn đi theo cách trình bày theo trình tự không gian, kết hợp với những hình ảnh minh họa hết sức độc đáo của tác giả. Chúng ta cùng tiến hành thực hiện trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa ở cuối văn bản. Câu hỏi số 1, văn bản ngọ môn thể hiện những đặc điểm nào của kiểu văn bản giới thiệu một di tích lịch sử, dựa vào đâu mà em có thể xác định như vậy? Trong văn bản ngọ môn thì các em có thể thấy những đặc điểm của kiểu văn bản giới thiệu một di tích lịch sử. Đầu tiên đó là về mặt cấu trúc thì văn bản đầy đủ cấu trúc 3 phần, với phần mở đầu tác giả giới thiệu về ngọ môn, phần nội dung tác giả trình bày những khía cạnh phương diện khác nhau của ngọ môn và phần kết thúc là nhận xét về giá trị lịch sử của ngọ môn. Những đặc điểm về mặt hình thức thì văn bản có sử dụng những cái từ ngữ chuyên ngành liên quan đến kiến trúc như là kiến trúc này, thiết kế, kiến trúc sư, công trình kiến trúc, hình bát bửu hay là tính mỹ thuật vân vân. Ngoài ra thì tác giả còn sử dụng những hình ảnh minh họa rất phù hợp với đối tượng được nhắc tới. Về cách trình bày thông tin thì văn bản sử dụng cái cách trình bày theo trình tự không gian và cách trình bày theo trình tự phân loại đối tượng. Và căn cứ vào nội dung văn bản thì các thông tin được đề cập và trình bày mà tác giả thể hiện trong văn bản thì chúng ta có thể xác định được những đặc điểm của kiểu văn bản giới thiệu một di tích lịch sử. Câu hỏi số 2. Tìm phần văn bản thể hiện cách trình bày thông tin theo đối tượng phân loại, cho biết căn cứ xác định và tác dụng của cách trình bày ấy đối với toàn bộ văn bản chú ý vào nội dung của văn bản thì chúng ta có thể thấy rằng cái phần văn bản đã được thể hiện cái cách trình bày thông tin theo đối tượng phân loại đó chính là phần đặc điểm kiến trúc ngọ môn dựa vào việc xác định nội dung chính mà các đoạn văn trong phần văn bản này thể hiện chúng ta có thể thấy đoạn về mặt kiến trúc cho tới chi tiết là đoạn khái quát về đặc điểm của kiến trúc ngọ môn, đoạn nền đài cho tới tráng men ngũ sắc và đoạn lầu ngũ phục cho tới vào trong lòng lầu là hai đoạn văn đi vào trình bày chi tiết cụ thể về kiến trúc của ngọ môn. Câu hỏi số 3, nêu những loại phương tiện phi ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản và vai trò của chúng trong việc cung cấp thông tin về di tích ngọ môn. Chúng ta sẽ cần phải quan sát về mặt hình thức của văn bản ngọ môn, loại phương tiện phi ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản này là những hình ảnh chụp ngọ môn. Việc sử dụng những hình ảnh này sẽ giúp cho bài viết thêm phần sinh động, đồng thời giúp cho đối tượng có thể hình dung được một cách sâu sắc và cụ thể hơn, bên cạnh là việc chỉ đọc những cái nội dung thông tin ngôn ngữ được thể hiện trong văn bản. Câu hỏi số 4, phân tích mối quan hệ giữa nhan đề ngọ môn với các thông tin cơ bản của văn bản. Chắc chắn rằng là cái mối quan hệ giữa nhan đề, ngọ môn với các thông tin cơ bản của văn bản có mối liên hệ gắn kết và chặt chẽ với nhau. Nhan đề ngọ môn đã khái quát và bao trùm lên những cái khía cạnh và phương diện về đặc điểm kiến trúc, nét riêng trong cách trang trí về đối tượng được tác giả đề cập tới trong tác phẩm. Câu hỏi số 5. Em có nhận xét gì về vai trò của những thông tin chi tiết liên quan đến hệ nền đài của lầu ngũ phụng trong văn bản? Với câu hỏi số 5, em có thể trả lời như sau. Vai trò của những thông tin chi tiết liên quan đến hệ đền đài và lầu vũ phụng trong văn bản chính là cung cấp những thông tin cơ bản chi tiết về đặc điểm kiến trúc của Ngọ môn tới bạn đọc, từ đó giúp cho chúng ta hiểu được sâu sắc hơn về công trình kiến trúc này. Như vậy thì trong nội dung của video bài soạn ngày hôm nay, cô đã hướng dẫn các em tiến hành soạn bài Ngọ môn. Cảm ơn tất cả các em học sinh đã lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em trong những video bài soạn tiếp theo sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh trải nghiệm ngay khóa học của việt sách